Chim vừa về xong các bác nha. Đó. Mới ra khỏi học luôn các bạn. Còn 100% các bác nhá, sách lồng nó. Đuôi lá vả. Nó cào cầu chất giọng cực hay luôn. Đẹp không các bác? Siêu mẫu luôn con nhỉ. Giọng nó hay lắm các bạn. Xích lồng các bác xem nhé. Bộ to các bác nhé. Sách lồng hót. Giọng quá hay luôn. Đẹp lắm con chim này. Chưa quen chủ mà đã chơi như này đúng không nhé? Để em cho các bác xem. Đây, người ta vừa gửi em giấy sẽ còn nguyên này các bác này. Thank you.
tầm rồi. Em cho nó đi tắm rửa nghỉ ngơi các bác nhá. Hẹn các bác vào clip sau nhá này. Chim chơi rất là tốt mà này. Đấy các bác thấy không? Thích nhạc để chơi luôn nhá. Đói, đói các bác. Xin chào tất cả các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá.